Chào mừng các bạn trở lại với kênh giới thiệu thiết bị âm thanh của TL Audio. Thì buổi chiều ngày hôm nay mình vui thùng một chiếc âm ni đèn dòng ốc tép V70SE. Đây là một phiên bản nâng cấp cao cấp hơn so với phiên bản V40SE. Thì sau đây đồng chí kỹ thuật sẽ khui thùng chiếc âm ni đèn, mời các bạn cùng xem, và lát nữa mình sẽ có một cái video để chúng ta cùng trải nghiệm với cặp loa Magico A3 mà bên TN Audio mới về. Thì bạn đang rạch băng dính của hãng ra để nhấc máy ra. Chúng ta cùng xem là trong chiếc âm ni này có những gì. Đó, thì ngay trên nóc thùng là catalog hướng dẫn. Đây là hộp phụ kiện. Và mình nghĩ đó là hộp bóng đèn. Hãng thiết kế là hai thùng, một thùng lớn ở ngoài để bảo vệ và một thùng nhỏ ở phía trong. Sẽ giới thiệu catalog dòng V70, đây là phiếu bảo hành. Đấy, gồm có series, mã máy, ngày tháng năm sản xuất cũng như là các công đoạn đã được kiểm định chất lượng. Phụ kiện máy chính đang được bạn ấy nhấc xốp chống sốc ra để đưa máy ra ngoài đây. Túi này mà logo thương hiệu của hãng luôn, tải bằng đây là bản màu ghi rất là đẹp. Mình vẫn quen nào gọi là màu ghi nhưng mà trên thùng của hãng thì đó là vòng silver, có nghĩa là màu dòng màu bạc. Bóng đèn các bạn nhé, thì hãng cất trong một cái hộp phụ kiện riêng để bảo vệ cái tình trạng bóng, tránh va đập trong quá trình vận chuyển. Thì chiếc âm ni V70SE này chạy một bộ bóng, thì trong đó có dòng bóng ECC83, nó tương đương với bóng 12AX7, và hai bóng ECC81 nó tương đương với dòng bóng 12AT7 hoặc là bóng ECC82 cho cái tầng dè âm ni. Bốn bóng công suất là dòng 6550 cho cái tầng công suất, nó là bóng công suất đó. Là một cái bộ phụ kiện mà hãng đã setup cho chúng ta trong cái việc là điều chỉnh bias cũng như là đóng mở cái lồng sắt. Xin giới thiệu thêm với các bạn là cái chiếc âm ni V70SE này hãng đã đơn giản hóa cho chúng ta cái việc là chỉnh bias, cho nó có một cái đèn ở phía trước báo để cho chúng ta việc cái căn chỉnh cấu hình bóng cho nó phù hợp với những cái hệ thống loa của các bạn. Mình thấy đây là một cái tính năng cũng khá là thông minh và nó mang lại cái trải nghiệm rất là tiện ích. Không giống như một số dòng âm ni của những hãng khác là chúng ta cái việc căn chỉnh bias nó khó hơn, đòi hỏi cũng phải có một chút tìm hiểu về sâu một chút về cái công nghệ. Bạn kỹ thuật đang tháo những cái con vít gắn lồng ra.
để chúng ta thao tác cái việc là lắp bóng. Ở phiên bản 2021 này thì cái lớp sơn của hãng có một cái chút cải tiến một chút về cái phần design, nó là cái lớp sơn nó được hãng pha thêm cái phần ánh nhũ tạo một cái rất là thẩm mỹ đẹp. Bạn nào có nhu cầu để trải nghiệm thì có thể qua 330 Lê Duẩn để các bạn bên TN Audio sẽ phối ghép để các bạn có một cái trải nghiệm nó trực quan nhất. Thì bên mình cũng sẽ có những cái mức giá mà hợp lý nhất cho các bạn để các bạn sở hữu cái sản phẩm ốc tên này. Trong lúc chờ bạn cắm bóng thì mình có đây, mình có thấy là có hãng có bố trí cho chúng ta là găng tay, khăn vệ sinh máy. Đây là chiếc remote của hãng được cất trong cái hộp này, thì mình có thể mở ra để các bạn cùng chiêm ngưỡng ạ. Đồ Đức người ta làm rất là trau chuốt và cẩn thận, được cất trong một cái hộp như này đây, chống sốc. Đó, cái khiển cũng khá là đẹp, đơn giản thôi nhưng rất đẹp, sơn nhũ óng ánh, nhìn như là gọi là bụi kim cương xay pha mới sơn vậy. Made in Germany, thương hiệu đến từ Đức các bạn nhé. Bên mình đã hoàn thiện cái phần cắm bóng và kết nối, thì tiếp theo cái video sau đây thì mời các bạn cùng trải nghiệm cái chất âm của ốc tép V70SE vào cái cặp loa Machico A3 đây. Đó. Đây là một cặp loa full kim loại các bạn nhé, full kim loại rất là đẹp. Đó. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tới đây.